một cái cây kỳ diệu quá mọi người. Đây, nó mọc trên tường đây, nó tận dụng mọi đây, nó mọc đây, quá là tuyệt vời. Đây quả là kỳ diệu luôn. Đây, bức tường khô cằn nhưng mà nó vẫn mọc bình thường đây, tuyệt vời quá. Chúng ta hãy sống như cái cây này nhé.